Các bạn đang nghe truyện chinh chiến tại tuyến online trên kênh TV Audio CV. Chương 1107, vong hồn bất diệt. Nghe vậy, con cúng không khỏi phẫn nộ. Ha ha ha, không sao, con cháu của cúng chờ được. Viết một tấm di chúc trước, bên trên ghi lại tọa độ luyện hóa, chờ mấy ngàn năm sau cho con cháu của cậu đi đào, giàu to ngay, lưu sách không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi đủ rồi, lúc này, phù bảo không thể nhịn được nữa nào là luyện hóa, nào là đào hố chôn. Nghe họ tán gẫu, Phù Bảo chỉ cảm thấy tinh thần của mình bị tổn thương nặng nề. Muốn không bị thế lực thiên giới tìm thấy thì dứt khoát giết chết ta đi là được, Phù Bảo nổi giận nói. Ngươi cho rằng chúng ta không muốn sao? Không phải là không có cách giết chết ngươi sao? Ngươi có đề nghị nào không? Đồng Quải không nhịn được biểu môi. Câu này lọt vào tai Phù Bảo nghe thật vớ vẩn hỏi mình là có cách nào giết chết mình không, thế mà mình còn thật sự muốn trả lời nữa chứ, bởi vì gã ta thà chết còn hơn là bị phong ấn, chịu đựng cô đơn vô tận, hiện giờ ta đã bị mất thần hỏa, thân thể đang bị âm khí của âm phủ ăn mòn, thần thể cũng dần dần suy nhược. Các ngươi có thể chờ thân thể của ta suy nhược đến một mức độ nhất định thì có thể giết chết ta một cách thoải mái, phù bảo suy nghĩ rồi cắn răng nói. Đùa nhau à? Thế thì phải chờ bao lâu? chí ít cũng phải chờ mấy ngàn năm thì mới thoái hóa, chờ không nổi, bỏ, đồng quải lập tức xua tay từ chối. Chôn đi, lúc này, suy nghĩ của cổ ngữ cũng thay đổi. Chôn, lưu sách lập tức đồng ý, thấy có vẻ như mình lại sắp bị phong ấn, phù bảo vội lên tiếng, đừng sốt ruột, ta có cách để nhanh chóng phá hủy thần thể của ta, tăng tốc độ suy nhược của thần thể. Lúc nói câu này, trong lòng phù bảo tràn đầy oán niệm. Mình phải nghĩ cách giết mình, còn phải van xin người ta nữa chứ, quất tức hết chỗ nói. Trên con đường tu luyện, phù bảo vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Đây là lần đầu tiên gã ta gặp phải nhiều ác ý đến thế. Giờ khắc này, gã ta nhớ lại lời miêu tả về âm phủ của các vị tiên hữu và trưởng bối. Vùng đất của tội ác, tràn ngập giết chóc và cướp đoạt, mỗi ngày đều trình diễn ác ý cực hạn của nhân tính. Ngươi lừa ta gạt, không từ thủ đoạn là quan điểm của thế giới này thậm chí để sống sót, họ có thể tùy tiện quỳ xuống, ruồng bỏ tín ngưỡng, vứt bỏ tôn nghiêm. Nhớ lại sự yên bình của thiên giới, tất cả những người tu luyện chỉ quan tâm tới thiên phú và cố gắng của bản thân, so sánh với sự hiểm ác của âm phủ, gã ta không nhịn được cắn răng, ta không thể hiểu được tại sao các tiên đế lại không xóa sổ vùng đất tội ác này. Tội ác, nghe vậy, đồng quải không khỏi bật cười, quả nhiên là tên ngốc ngươi cho rằng phương thức sinh tồn tàn khốc của thế giới này là do ai đặt ra hả? Nếu nơi này hòa bình thì tiên đế của các ngươi mới phải nghĩ cách xóa sổ thế giới này. Âm phủ hiện giờ mới đúng như mong muốn của chúng, cũng khiến chúng cảm thấy hoàn hảo nhất. Thấy vẻ mặt kinh thường của đồng quải, phù bảo kinh ngạc hỏi, ý ngươi là sao? Không có ý gì cả, lười giải thích cho ngươi nghe. Mau cho một cách chết đi, không thì ta sẽ chôn sống ngươi ta hỏi ý ngươi là sao, nghe thấy đồng quải nói xấu thiên giới, vẻ mặt phù bảo tràn ngập tức giận. Bốp bốt bốt bốt. Đồng quải không giải thích mà giơ cánh lên thưởng cho một trận, đồng quải vả mặt siêu tốc. Con cũng thấy vậy thì quyết đoán mở chức năng quay video, cảm thấy chế tạo thành ảnh giúp đồng quải vả mặt mới nhất thì lại có thể bán được một khoản tiền không nhỏ trên diễn đàn. Mau cho một cách chết đi. Nói chuyện đàng hoàng với nhau không được à cách ngươi vừa nói đâu sau khi dừng tay đồng quải bất mãn nói phù bảo không trả lời vẻ mặt nén giận nghiến răng nghiến lợi nhìn đồng quải ngươi như thế thì chúng ta không cần nói chuyện nữa chỉ có chôn thôi đồng quải thở dài nhìn phù bảo ngươi ngẫm lại mà xem dưới đáy biển sâu mấy vạn mét ngay cả ánh sáng cũng không chiếu tới không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng vẫn tỉnh táo suy nghĩ trải qua những năm tháng vô tận trong sự cô đơn, thảm quá thảm quá, con cúng bỗng cất lời. Ngươi ngẫm lại mà xem, bị chôn sâu dưới sông băng, thần thể dần dần thoái hóa khiến ngươi chậm rãi cảm nhận được giá lạnh, nhưng ngươi lại không thể rời đi, thậm chí không thể nhúc nhích, cứ thế vượt qua quãng thời gian vô tận trong giá rét, lạnh quá lạnh quá, cổ ngữ cũng thở dài nói. Ta nói, đối mặt với mối đe dọa phong ấn, cuối cùng phù bảo vẫn thỏa hiệp, sau đó cắn răng nói nói nhanh đi, lề mà lề mề, đồng quải khen ngợi nhìn cổ ngữ và con cúng rồi không kiên nhẫn quát phù bảo. Thần thể của ta đã không còn thần hỏa, tương đương với việc toàn bộ kết cấu của thần thể đã bị mất hạch tâm. Kết cấu hiện giờ giống như trận pháp, chỉ cần chọc thủng một góc của trận pháp thì sẽ nhanh chóng suy yếu. Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta nói thì ta sẽ chết dần chết mòn vì sói mòn sinh mệnh, phù bảo tức giận nói. Nói tiếp đi, nói rõ ràng hơn nữa, không thì sao ta hành chết ngươi được. Thật là chẳng lẽ không thể dứt khoát hơn được sao, đồng quải không kiên nhẫn nói. Giờ khắc này, Phù Bảo tức giận tới mức không nhịn được bắt đầu ho khan. Chẳng những bắt mình phải cung cấp cách chết mà lúc nào cũng tỏ vẻ không kiên nhẫn, tràn đầy ác ý, lời nói còn thường xuyên tàn phá tinh thần của mình. Phù Bảo cảm thấy cho dù mình chiến đấu với La Tu thì cũng không uất ức như bây giờ. Thời khắc này Phù Bảo Thật mong cho thực lực của mình khôi phục, cho dù chỉ là một giây thôi, gã ta nhất định sẽ vung tay đập dẹp lép con ngỗng bự kiêu ngạo này. Vực sâu lạnh giá phía nam Bắc Kỳ. Trong vách ngăn kết giới ở nơi sâu nhất, lãnh địa vốn thuộc về tộc Băng Phong giờ đã chất đầy tuyết, bên trong lặng ngắt như tờ. Trước vách núi đằng sau băng tuyết tộc, một trận pháp đang dần dần hình thành. Người vẽ trận pháp này chính là Đồng Quải và Bàn Thạch. Theo lời phù bảo thì gã ta có cách chọc thủng thần thể của mình để thần lực xói mòn nhanh chóng. Mà trận pháp này chính trận năng lượng trái ngược với thần thể của gã ta. Đồng quải và bàn thạch vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với việc này. Vì thế, họ lựa chọn lãnh địa của băng tuyết tộc có kết giới che chắn. Vùng đất này chính là nơi tị thế của băng tuyết tộc ngày xưa, nghe nói là do thần tộc Bắc Kỳ bày ra, hoàn toàn có thể ngăn cản tra xét từ bên ngoài. Đặt trận pháp ở đây Họ đương nhiên không cần sợ bị thiên giới phát hiện. Để thần thể không bị lãng phí, Đồng Quải và Bàn Thạch cũng vắt hết óc. Bởi vì sắp đặt trận pháp này thật sự là quá khó. Tuy rằng phù bảo sẽ thường xuyên hướng dẫn, nhưng Đồng Quải và Bàn Thạch vẫn cảm thấy đây không phải là việc dành cho tiên hạt cây làm. Độ phức tạp của trận pháp thật sự vượt qua sự tưởng tượng của họ. May mà yêu cầu tài liệu không nhiều lắm, không thì Đồng Quải và Bàn Thạch hoàn toàn không muốn làm tiếp cứ tìm một chỗ chôn phù bảo là được lúc này phù bảo còn khó chịu hơn cả đồng quải và bàn thạch mới xuống thế giới âm phủ một ngày đầu tiên bị la tu đánh cho một trận sau đó bị cướp mất thần hỏa kế tiếp lại gặp phải một đám lưu manh nhất là con ngỗng bự kiêu ngạo kia không có một chút nhân tính nào cả hơn nữa bây giờ mình còn phải bày cho con ngỗng bự cách sắp đặt trận pháp để giết chết mình nữa chứ nếu là mấy ngày trước thì phù bảo có chết cũng sẽ không tin mình sẽ thảm tới mức này theo suy nghĩ của gã ta thảm nhất cũng chỉ là bị miễn chức vụ trở thành thần linh lang thang trên thiên giới mà thôi mãi tới hôm qua hạ phàm xuống âm phủ gã ta mới biết cái gì gọi là thần linh xuống trần bị ngỗng khinh nhưng để không bị phong ấn gã ta vẫn lựa chọn cái chết yếu đuối ư gã ta thừa nhận mình yếu đuối thực ra từ khi thần hỏa bị cướp đoạt thì tâm tính của gã ta đã thay đổi rồi thất vọng hối hận căm thù bỏ cuộc. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực vẫn luôn đang xen trong lòng, vừa khiến gã ta mờ mịt lại vừa nảy sinh ý định trốn tránh. Hơn nữa gã ta biết rõ bị phong ấn sẽ thống khổ cỡ nào. Từng thuộc nằm lòng, huyền thiên phong trấn lục, nên gã ta biết có rất nhiều vị thần linh hiển hách đã bị năm tháng tàn phá trong quá trình phong ấn. Theo lời sư phụ của gã ta thì nếu thật sự có một ngày phải bị phong ấn trong khoảng thời gian vô hạn thì có lẽ lựa chọn cái chết mới là giải thoát tốt nhất cho nên gã ta lựa chọn cái chết để tránh bị phong ấn tàn phá, cho dù trong lòng có bức tức, nhưng gã ta vẫn cắn răng chỉ huy đồng quải sắp đặt phát trận phân giải có thuộc tính hoàn toàn trái ngược với thần thể của mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi tuyến cuối cùng của trận pháp được vẽ xong thì một tia sáng màu tím dần dần lan tràn từ điểm cuối đến tâm trận theo nét vẽ. Khi tất cả tuyến của trận pháp đều được thắp sáng thì chụp năng lượng màu tím hình bán cầu dâng lên, bao trùm cả trận pháp. Giờ khắc này, Phù Bảo có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ suy nhược của thần thể đang tăng lên nhanh chóng. "Phù, cuối cùng cũng xong rồi, khó gì mà khó thế." Nhìn trận pháp, Đồng Quải Vương cánh lao mồ hôi trên trán nói. "Thứ này có đáng tin không?" Nhìn Phù Bảo bị giam ở chính giữa trận pháp, Bàn Thạch không khỏi nhíu mày. "Chẳng biết nữa. Theo lời gã ta thì dù là trận pháp phân giải thì cũng phải mất khoảng nửa năm mới hoàn toàn phá hủy thần thể của gã ta, còn phải chờ." chẳng qua nơi này là lãnh địa của băng tuyết tộc, hơn nữa gã ta đã bị giam lại rồi, cứ yên tâm đi, đồng quải cười lơ đễnh. Không ngờ ta cũng có cơ hội giết thần linh thiên giới. Đời này đáng giá, bàn thạch cũng cười phá lên, về nhà uống một chén chúc mừng chứ nhỉ. Được, ngươi mời nhé. Vì thế, một cây một hạt kề vai sát cánh trở về minh phủ. Đối với mức độ an toàn của băng tuyết tộc, họ rất là yên tâm khi đó thiên giới điều tra lâu đến thế mà vẫn không thể tìm được nơi này họ cần gì phải lo lắng chứ còn về phù bảo thì trong lòng họ không có bất cứ thương hại nào bởi vì mỗi một sinh mệnh âm phủ đều căm thù thiên giới chỉ có điều mối thù này vẫn bị đè nén dưới đáy lòng mà thôi sau khi đồng quải và bàn thạch rời đi xung quanh lâm vào yên tĩnh phù bảo nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời vẻ mặt không có bất cứ dao động bầu trời trắng xóa Bông tuyết rơi xuống như lông ngỗng, bao phủ vùng đất này. Nghe tiếng gió rít thấp thoáng vang lên bên tai, giờ khắc này, Phù Bảo lại cảm nhận được một chút lạnh giá. Khí lạnh không đến từ cảm quan trên cơ thể, mà đến từ nỗi sợ hãi trong đáy lòng. Gã ta cố gắng ngăn cản cảm xúc này, nhưng sợ hãi vẫn không kìm được lan tràn trong lòng, lan tỏa ra ngoài. Ta là thần. Thần cao quý của thiên giới, Phù Bảo tự an ủi, tự cổ vũ mình nhưng trong thế giới băng tuyết lạnh giá tĩnh mịch này gã ta giả vờ dũng cảm để cho ai xem cuối cùng gã ta từ bỏ việc an ủi bản thân lẳng lặng nằm trên mặt đất cảm nhận thần lực trong cơ thể dần xói mòn gã ta trưởng thành trong hoàn cảnh yên bình từ nhỏ đã tiếp thụ quan niệm rằng âm phủ là nơi hiểm ác thiên giới bọn họ mới cao quý lần này mất mạng trong tay sinh vật âm phủ cách chết như vậy thật sự khiến gã ta khó mà chấp nhận lúc này trong lòng phù bảo nảy sinh oán hận tột đỉnh đối với sinh vật âm phủ căm thù thế giới hắc ám này căm thù tất cả sinh vật sinh tồn ở đây hy vọng thế giới này bị hủy diệt đúng lúc này một người xuất hiện bên cạnh gã ta diện mạo của người này mơ hồ không rõ toàn thân bị bao phủ bởi bóng đêm sự xuất hiện của hắn khiến phù bảo hoảng sợ ngươi cảm thấy thế giới này không nên tồn tại ư giọng nói khàn khàn truyền đến từ chỗ bóng đen đúng không nên tồn tại đều đáng chết phù bảo cắn răng trả lời tại sao người kia hỏi tiếp quy tắc sinh tồn hèn hạ thói xấu không thể cứu vãn đúng như lời các tiền bối đã nói thế giới này đã không còn thuốc chữa đã hủ bại rồi phù bảo trả lời không hề do dự hủ bại suy nghĩ của ta lại hoàn toàn trái ngược với ngươi ta cảm thấy thế giới này đang tỏa ra sức sống hoàn toàn mới cái gọi là hèn hạ và hủ bại trong lời nói của ngươi, ta lại nhìn thấy từ trên người ngươi. Nếu thần linh thiên giới đều yếu đuối như ngươi thì đúng là không còn thuốc chữa nữa. Ngươi nói bậy, phù bảo giận dữ mắng. Chát, lục vô vung tay tác vào mặt phù bảo. Ngươi yếu đuối, ngươi sợ hãi, ngươi lựa chọn khuất phục, chẳng lẽ điều đó không đúng sao? Thế giới dưới chân ta đây, tuy rằng pháp tắc sinh tồn rất tàn khốc, nhưng ta gặp được rất nhiều chiến sĩ có giả tâm, có thà chết chứ không khuất phục cho dù cuối cùng phải chết trận thì họ cũng sẽ không yếu đuối muốn chết như ngươi ngươi biết tại sao ngươi không phải là đối thủ của la tu không hắn ta chỉ là bán thần còn ngươi là thần linh đã thắp thần hỏa ngươi vốn nên chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng khi đối mặt với hắn ta ngay cả chống cự lại cũng vô cùng gian nan chỉ có thể cố gắng chống chọi nhờ vào năng lực tự hồi phục của thần thể nghe vậy phù bảo nổi giận đang định trả lời thì Lục Vô lại lên tiếng, bởi vì La Tu là một chiến sĩ, một chiến sĩ chân chính đã bước từng bước một từ núi thay biển máu. Cả đời này hắn ta luôn nghiên cứu cách sống sót, cho nên hắn ta cần phải đột phá cực hạn của bản thân, tăng kỹ xảo chiến đấu của mình, tăng lên nữa, lại tăng lên nữa. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một đóa hoa trong nhà kính mà thôi, sao có thể sánh bằng hắn ta được? có lẽ bất cứ một lần gặp nguy cơ sống còn của hắn ta đều đủ để hủy diệt kẻ phế vật như ngươi hắn ta thậm chí đủ dũng cảm để làm lại từ đâu còn ngươi chỉ ỉ lại vào một ngọn lửa bị cướp đi mà thôi mất nó ngươi chẳng là cái thá gì cả bản chất yếu đuối ăn vào trong xương tủy vốn là cừu thì sao có thể chống cự lại sói dữ ngươi nếu hai loài sinh vật có thực lực hoàn toàn bằng nhau thì tại sao một con lại trở thành tọa kỵ lúc này lục vô bỗng hỏi ta ta không biết bởi vì tính cách bởi vì bản chất bởi vì một bên có trái tim của cường giả cho dù có lực lượng giống y hệt nhau nhưng một bên lại có thể thao túng kẻ có lực lượng tương đương với hắn đó chính là sự chênh lệch giữa hai bên điều đó không phải càng chứng minh rằng thế giới này là tội ác sao nếu có hòa bình thì việc gì họ lại phải đấu tranh đến mức đó chứ phù bảo phản bác ngươi cho rằng tất cả những điều này là do ai gây ra bản thân thế giới này vốn đã thế rồi ư nếu được thì ai muốn chịu khổ mấy vạn năm chỉ để tục mệnh cho hồng nhan sắp lụi tàn nếu được thì ai muốn dẫn dắt già trẻ trong làng chài ra ngoài đối mặt với quy tắc sinh tồn tàn khốc nếu được thì ai lại muốn dẫn theo các huynh đệ đi tòng quân liều mạng vì tương lai vừa giận dữ mắng lục vô vừa nhớ lại những người như huynh đệ cửu diệu thương hư hải vương ở thế giới này, có ai lại muốn sống mà cứ phải đề phòng như thế chứ? Đúng như lời mà Tinh Diệu đã từng nhắc nhở các huynh đệ, không một thế lực nào có thể tồn tại lâu dài, cuối cùng sẽ có ngày bị hủy diệt. Những lời này đã nói hết nỗi xót xa cây đắng sau lưng các thế lực của thế giới âm phủ, kể cả những thế lực cực kỳ hùng mạnh, trông coi cả một vùng rộng lớn. Tất cả những điều đó không phải là thứ họ muốn, nhưng họ lại không thể không đối mặt với nó. Phù bảo chỉ biết quy tắc sinh tồn như thế là hèn hạ, nhưng lại hoàn toàn không biết đằng sau quy tắc sinh tồn này chứa đựng biết bao nhiêu cây đắng và đấu tranh, hơn nữa chẳng một ai muốn điều đó. Ta biết ngươi không hiểu. Hãy mở to mắt ra mà xem, nhìn xem thiên giới trong mắt ngươi cao thượng cỡ nào. Lục vô vừa dứt lời thì thần khí vận hành, vô số cảnh tượng không ngừng lướt qua đầu phù bảo như phim đèn chiếu. Lúc này, phù bảo nhìn thấy một thiếu nữ tươi cười ngọt ngào tên nàng là tiên khả từ thiên giới đến thế giới âm phủ hình ảnh này đến từ thương hư giây phút này dường như phù bảo đã hóa thân thành thương hư bắt đầu trải qua con đường mà thương hư đã từng bước đi nhìn cái gọi là quy tắc sinh tồn tàn khốc trong lời nói của gã ta phô bày một mặt hoàn toàn khác càng hiểu được nhiều thì sắc mặt phù bảo càng kinh hãi nhưng trong lòng gã ta vẫn còn bướng bỉnh và cố chấp còn giữ vững kiêu ngạo đến từ thiên giới mãi đến khi gã ta thấy giao dịch giữa thương hư và thần linh thiên giới thì cố chấp trong lòng gã ta mới hoàn toàn bị đánh sập tất cả những gì mà người đàn ông này đã làm để giúp cô gái đến từ thiên giới sống sót khiến phù bảo rung động sâu sắc khi thấy thần linh thiên giới lạnh lùng vô tình lựa chọn ruồng bỏ tiên khả chỉ còn một mình thương hư kẻ mà gã ta đã từng cho rằng đã trưởng thành bằng phương thức đê hèn kia vẫn kiên trì thậm chí sẵn lòng một mình nghịch thiên giờ khắc này dường như có thứ gì đó trong lòng phù bảo đã bị đánh vỡ dường như mọi thứ đều khác hẳn với điều mình biết các trưởng bối chưa bao giờ nói như thế ngươi chỉ là một thần linh tầm thường cái ngươi biết chỉ là điều mà người khác muốn cho ngươi biết nhưng trong thế giới này ai ai cũng biết rõ chân tướng đằng sau quy tắc sinh tồn tàn khốc ấy là gì tuy nhiên họ đã không còn sự lựa chọn nào khác giả dạ. ta không tin ngươi không lừa ta được đâu phù bảo bỗng tức giận nhìn lục vô hét lên có một số việc nếu không đích thân trải qua thì ngươi sẽ không bao giờ biết chân tướng là gì vậy thì chúng ta cá cược nhé lục vô cười nhìn phù bảo ngươi muốn cá cái gì phù bảo giữ tận hỏi cá xem ngươi có bị ruồng bỏ sau khi thần thể đã tan vỡ hay không nghe lục vô nói vậy phù bảo không hề chần chờ trả lời cá ngươi muốn làm thế nào lúc nói câu này trong đầu phù bảo lại hiện lên cảnh ngộ của tiên khả nhưng gã ta vẫn quyết định bỏ qua hình ảnh đó khăng khăng giữ nguyên suy nghĩ trong lòng gã ta trưởng thành trên thiên giới cho nên gã ta không tin cảnh ngộ của tiên khả là thật càng không tin lời nói của lục vô cốt lắm kế tiếp ta sẽ tiến hành cải tạo ngươi để ngươi không thể tiết lộ sự tồn tại của ta và những lời mà ta không muốn ngươi nói ra sau đó ngươi chỉ cần chờ thôi chúng sẽ đến đây vừa dứt lời, lục vô đặt tay lên đầu phù bảo. Cùng lúc đó, Bắc Ly đứng trong không gian thần khí bắt đầu thiêu đốt hồn lực, không ngừng cải tạo phù bảo, đặt cấm chế trong đầu gã ta. Tuy rằng đã mất thần hỏa, nhưng thân thể của phù bảo vẫn mạnh đến đáng sợ. Quá trình này kéo dài khoảng 2 canh giờ mới kết thúc. Kế tiếp, lục vô dùng hồn lực thúc đẩy trận pháp dưới chân, tăng tốc độ xói mòn thần lực trong cơ thể phù bảo. Lúc này, Phù Bảo mở mắt ra, bởi vì gã ta có thể cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của cơ thể, cảm nhận thân thể mình càng ngày càng yếu đi. Khoảnh khắc thần thể vỡ tan, Phù Bảo không nhịn được nôn ra máu, vẻ mặt quệ oải. Tuy rằng lúc nằm trong trận pháp, gã ta đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng khi thần thể thật sự vỡ tan thì trong lòng gã ta vẫn tràn ngập không cam lòng. Để tu luyện đến thần cảnh, gã ta đã hao phí vô số tháng ngày nhưng bây giờ đều trắng tay cả rồi. Đây chính là cái gọi là cá cược của ngươi sao, phù bảo cắn răng nhìn lục vô. Lục vô vung tay lên xua tan trận pháp, nhìn vẻ mặt quể oải của phù bảo, nói, đừng sốt ruột, ngươi sẽ biết ngay thôi. Thấy phù bảo rung rẩy trong gió lạnh, sắc mặt trắng bệch, lục vô suy nghĩ rồi rót một chút hồn lực vào trong cơ thể gã ta để duy trì sinh lực cuối cùng cho gã ta. Sau khi làm xong, lục vô dẫn phù bảo rời khỏi lãnh địa của băng tuyết tộc, kế tiếp lấy một tấm, âm phù, từ thần khí, cũng là dấu hiệu thuộc về nghịch thiên minh. Đứng chờ khoảng một phút ngay tại chỗ, thân hình lục vô chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, tiến vào không gian thần khí. Bởi vì với thực lực của hắn thì chắc chắn không thể chống lại kẻ địch sắp đến. Chỉ để lại phù bảo rung rẩy trong gió lạnh. Giờ đây thần thể của gã ta đã vỡ tan, âm khí xâm lấn thân thể, trông hết sức thê thảm. Gã ta dạy ra nhìn theo hướng lục vô biến mất, tới tận bây giờ vẫn không hiểu rốt cuộc cái gọi là cá cược là gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng biến mình thành dáng vẻ thê thảm như thế này thì mình sẽ tán thành quan điểm của hắn sao? Đúng lúc này, một tia kim quang sáng lên từ chân trời, giống như một thanh kiếm sắc bén màu vàng đâm rách chân trời, tạo ra một khe hở lớn. Hai bóng người giáng xuống từ trên trời, nhanh chóng đáp xuống dưới. Thấy vậy, phù Bảo Lộ vẻ vui sướng khó nói thành lời gã ta biết mình được cứu rồi, lúc này, mấy bóng người kia đang bay về phía phù bảo, chỉ trong chớp mắt đã đi đến bên cạnh gã ta. Sư phụ, thấy ông lão dẫn đầu, phù bảo không nhịn được hô lên. Gã ta không ngờ người đến đây lại là sư phụ của mình. Bây giờ gã ta càng chắc chắn rằng lời nói của lục vô đều là giả dối. Sao họ lại ruồng bỏ mình được chứ? Lúc này, ông lão khoác trường bào màu xanh chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh phù bảo, sắc mặt nặng nề hỏi, sao con lại ở đây còn nữa tặc tử nghịch thiên minh vẫn còn ở đây con phù bảo lập tức lên tiếng giải thích nhưng khi kể đến hết đoạn bị cướp thần hỏa thì dù cố gắng đến mấy gã ta cũng không tài nào kể tiếp chuyện sau đó là gặp phải người chơi rồi gặp được lục vô ngược lại cực kỳ nhức đầu choáng váng kẻ cướp thần hỏa của con tên là la tu tuy rằng không phải là thành viên của nghịch thiên minh nhưng cũng nằm trong danh sách tất sát sau khi thần hỏa của con bị cướp thì chúng ta đã nhận ra hắn hiện giờ cũng đã triển khai đuổi giết còn chuyện của con chúng ta vốn tưởng rằng con đã gục ngã không ngờ con vẫn sống vi sư rất vui ông lão cười ha ha nhưng khi tay lão chạm vào phù bảo thì sắc mặt lão chợt thay đổi thân thể trống trơn không có bất cứ thần lực nào chỉ còn lại từng luồng âm khí bị rót vào người sư phụ thần thể của con bị phá rồi Phù Bảo cho rằng sư phụ lo lắng cho mình nên cay đắng nói: "Chẳng những thần thể bị phá, điều quan trọng nhất là thân thể của ngươi đã bị âm khí thẩm thấu." Lúc này, người đàn ông ôm kiếm đứng bên cạnh ông lão áo xanh lên tiếng: "Thật tiếc, Phù Bảo vốn là một hạt giống tốt, có cơ hội trở thành một thành viên trong đội ngũ tiên quân, nghe vậy, ông lão áo xanh thở dài. "Sư phụ, con có thể tu luyện lại, con vẫn còn cơ hội." phù bảo tưởng rằng sư phụ lo lắng cho mình nên lập tức nói. Không còn hy vọng đâu, âm khí đã nhập thể, trong tình huống này mà ngươi muốn tu luyện thì chỉ còn một cách thôi, người đàn ông ôm kiếm nói tiếp. Cách gì, phù bảo lập tức hỏi. Tu luyện đến quỷ cảnh bán thần trước, sau đó giết thần cướp thần hỏa, không thì ngươi căn bản là không thể tu luyện tiên pháp, người đàn ông ôm kiếm vừa nói vừa khinh thường. Bảo Nhi, vi sư không ngờ con sẽ gặp phải tình huống này, hay, Ông lão áo xanh lại thở dài. "Sư phụ, người dẫn con về trước đi, chỗ này lạnh quá, Phù Bảo bị đã kích, vẻ mặt cay đắng nói. Còn chưa chờ sư phụ của Phù Bảo trả lời thì người đàn ông ôm kiếm đã nói, còn muốn trở về nữa à? Ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là người của thiên giới sao? Bây giờ ngươi đã bị âm khí nhập thể rồi, không về được đâu." Nghe vậy, Phù Bảo không khỏi hoảng sợ, vội quay sang nhìn sư phụ nhưng gã ta lại không nhận được sự an ủi từ sư phụ mà lại là ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Sư phụ Bảo Nhi, con đừng trách vi sư. Nếu dẫn con về thì người khác sẽ nhìn vi sư bằng ánh mắt như thế nào? Bây giờ con đã không còn thuộc về thiên giới nữa, cứ sống tạm bợ đi. Giờ khắc này, trong đầu phù bảo hiện lên một cảnh tượng. Trong cảnh tượng đó là vị tiên quân của thiên giới kia lạnh lùng từ chối lời thỉnh cầu của thương hư. Ánh mắt lạnh lùng của hắn ta khi nhìn tiên khả như một thanh kiếm sắc bén lóe ánh sáng lạnh, nhuệ khí gây tổn thương người khác, cảnh tượng này tương tự biết mấy. Gã ta đi theo sư phụ đã hơn 80 vạn năm, vẫn coi sư phụ là người thân của mình. Nhưng không ngờ vào giây phút này, người thân mà gã ta tín nhiệm nhất lại muốn ruồng bỏ gã ta chỉ vì vấn đề sĩ diện hảo. Vào lúc này, gió tuyết xung quanh dường như đã không còn giá rét như trước nữa bởi vì thứ lạnh lẽo nhất chính là câu nói của sư phụ đánh nát kiên trì trong lòng gã ta một cách triệt để sư phụ của gã ta là thanh mặt tiên quân cũng là cường giả đã từng tham dự vào trận chiến tam giới tất cả những gì gã ta biết đều do sư phụ truyền thụ sư phụ dạy bảo cho nên gã ta cực kỳ tín nhiệm sư phụ tôn sùng tất cả những điều ông ta nói là chân lý nhưng vào giây phút này sự thật đã đánh vỡ ảo tưởng sư phụ từng nói âm phủ phản loạn nên tiên giới mới phải ra quân thảo phạt. Vùng đất tội ác vốn nên bị xóa bỏ, nề hạ tiên đế từ bi, không muốn làm thế. Trên vùng đất tội ác ấy, mỗi người đều tàn nhẫn như ma, khát máu thành tính, có thể không từ thủ đoạn vì ích lợi, mà thiên giới ta thì ai cũng trọng tình. Giờ đây trong mắt phù bảo, tất cả mọi thứ đều dối trá hết sức, chúng ta cá cược nhé, cá xem ngươi có bị ruồng bỏ hay không. Thì ra hắn đã sớm biết được kết quả của vụ cá cược này, bởi vì tất cả những gì mình cho rằng đúng đều là sai, cố chấp trong lòng bị vỡ vụn triệt để. Phù Bảo Vang xin nhìn sư phụ, sư phụ, con không muốn ở lại đây nữa, con là đồ đệ của người mà, con muốn về nhà. Ta có rất nhiều đồ đệ. Bắt đầu từ giờ phút này, ngươi đã bị xóa tên, ông lão áo xanh hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói. "Dứt lời, ông lão áo xanh bèn rút tay ra, không quan tâm phù bảo đã ngã xuống đất mà chỉ xoay người, phất tay áo bay lên trời cùng đồng bạn. Chỉ để lại phù bảo tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất. Tính ngưỡng của phù bảo hoàn toàn sụp đổ vào giây phút này. Ta có rất nhiều đồ đệ. Bắt đầu từ giờ phút này, ngươi đã bị xóa tên. Những lời này như một con dao găm vô hình đâm thủng sự kiên trì cuối cùng của gã ta. Đúng vậy, người có được hàng ngàn đệ tử, sao còn cần một phế vật đã bị phá thần thể, chẳng còn gì trong tay như con nữa giờ phút này phù bảo nhớ lại câu nói của la tu khi giao chiến chờ đến khi trở thành tiên quân ngươi sẽ biết cái mà ngươi cho là chân tướng buồn cười cỡ nào khi đó ngươi sẽ chỉ còn hai sự lựa chọn một là hòa nhập vào đó hai là bị loại bỏ thậm chí tử vong bây giờ đòi bàn chuyện chính nghĩa với ta thì đều là nói suông thôi khi đó gã ta không hiểu rốt cuộc lời nói của la tu là có ý gì gã ta không rõ tại sao chỉ khi nào trở thành tiên quân thì mới có thể biết chân tướng lại càng không hiểu một là hòa nhập vào đó hai là bị loại bỏ có nghĩa là gì bây giờ cuối cùng gã ta đã hiểu được rồi chân tướng đội một chiếc mặt nạ dối trá chờ đến khi nó để lộ chân diện mục thì luôn là một thứ nghiệt ngã một là dung nhập hai là bị loại bỏ ư giờ khắc này phù bảo nhớ tới thế giới âm phủ tuy rằng tàn khốc tuy rằng lạnh lùng nhưng tất cả mọi thứ đều chân thật tới mức trắng trợn, hình thành sự đối lập rõ rệt với thiên giới dối trá. Oán hận, vô tận oán hận dâng lên dưới đáy lòng. Cả ta oán hận chân tướng tàn khốc quá mức. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi thôi mà dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi. Thiên giới trong mắt gã ta đã không còn là miền đất yên bình kia nữa, đằng sau nó có quá nhiều kẻ ra vẽ đạo mạo một cách giả dối. Nhưng bây giờ, gã ta thậm chí không có tư cách dung nhập vào nơi đó. Giờ khắc này, sự bất lực và giằng xé trong lòng gã ta đều biến thành căm hận. Nhưng gã ta không có sức để phán kháng. Bây giờ gã ta đã mất đi mọi thứ rồi. Trong gió tuyết, gã ta chỉ có thể duy trì sự sống bằng hồn lực mà lục vô để lại trong người, gian nàng bò dậy. Oán hận trong lòng khiến gã ta có dũng khí muốn sống tiếp. Gã ta khát vọng có thể tu luyện lại lần nữa nếu không thể tu luyện tiên pháp thì tu quỷ pháp vậy. Gã ta muốn gặp lại thanh mặt tiên quân, khiến ông ta hối hận vì quyết định của mình, khiến ông ta phải trả giá đắt vì đã lừa gạt mình. Gã ta bước đi gian khổ từng bước một, trung rẩy tiến về phía trước. Lúc này, bóng dáng lục vô lại hiện lên. Hắn nhìn phù bảo, trong mắt không có dù chỉ là một chút thương hại, có vẻ như ta đã thắng rồi. Ngươi thắng rồi. Cái giá là gì? Ta bây giờ chẳng còn gì cả, phù bảo run rẩy quay lại nhìn lục vô. Chúng ta giao dịch nhé. Bây giờ ta còn có tư cách đó sao, phù bảo tự dẻo. Cả ta biết rõ tình hình của mình hiện giờ như thế nào. Không có bất cứ giá trị nào, không thì lão sư phụ vô tình kia sẽ không bỏ gã ta mà đi. Ngươi có muốn trở nên mạnh hơn cả sư phụ của ngươi không? Nghe vậy, phù bảo rung lên, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, ngươi có thể làm được à? có thể nhưng ngươi phải trả giá rất nhiều thứ bởi vì ta vốn không tin ngươi lục vô nói ta cần làm gì hoàn toàn từ biệt quá khứ trở thành một con rối nghe vậy phù bảo không khỏi kinh ngạc nhưng lúc này lục vô lại nói tiếp thực ra bất kể ngươi có nguyện ý hay không thì đều không có sự lựa chọn nào khác bởi vì ngươi đã thua dứt lời lục vô vung tay lên một đường hầm không gian chợt xuất hiện bên cạnh phù bảo rồi hút gã ta vào đó trong không gian thần khí ở đầu bên kia đường hầm bắc ly đã chuẩn bị sẵn sàng bắt tay vào cải tạo phù bảo rất hiển nhiên đãi ngộ của phù bảo hoàn toàn khác với đám người đồng quải thương hư có thể nói cải tạo là bắt buộc chấp hành dù rằng phù bảo căm hận sư phụ của gã ta nhưng suy cho cùng gã ta cũng đã sống trên thiên giới gần triệu năm sao lục vô có thể dễ dàng tín nhiệm gã ta cho được có một số quan niệm, mặc dù bị đánh vỡ thì cũng không dễ dàng thay đổi trong thời gian ngắn. Dẫu cho gã ta đã ý thức được thiên giới là giả dối, tuy rằng sẽ mờ mịt và căm hận trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ gia nhập vào đó. Bác Ly đã kể cho Lục Vô nghe rất nhiều ví dụ về chuyện này. Bởi vì sau khi những thần linh thiên giới quật khởi sau chiến tranh tam giới trở thành tiên quân, biết được chân tướng thì không một ai là ngoại lệ, cuối cùng đều lựa chọn dung nhập vào đó. Cho dù lúc này Phù Bảo đã trải qua đủ nhiều tuyệt vọng, song sâu trong lòng gã ta vẫn cho rằng mình là người của thiên giới. Nói dối và phản bội mà gã ta căm thù chỉ nhằm vào một mình sư phụ của gã ta mà thôi. Đây là nhân tố cực kỳ không ổn định. Nếu tín nhiệm gã ta thì gã ta rất có thể sẽ khiến lục vô trả giá đắt bất cứ lúc nào. Cho nên lục vô sẽ không mạo hiểm. Hắn có thể đối xử nhân từ với thương hư, với đồng quải thậm chí là với bất cứ sinh mệnh âm phủ khác nhưng không bao gồm thần linh thiên giới bởi vì họ là kẻ phản bội tam giới chân chính cũng là kẻ địch cũng như họ chưa bao giờ đối xử nhân từ với âm phủ lục vô cũng sẽ không làm thế với họ lần này lục vô chẳng những muốn xóa ký ức của phù bảo mà còn muốn chèn ký ức mới vào biến gã ta thành một người hoàn toàn mới lý do lựa chọn phù bảo không phải lục vô coi trọng thần thể của gã ta thậm chí không phải là tiềm lực của gã ta mà là ký ức trong đầu gã ta khi gã ta chỉ huy đồng quải và bàn thạch sắp xếp trận pháp thì lục vô đã phát hiện phù bảo có nền tảng vững chắc trên lĩnh vực trận pháp và phù văn lĩnh vực này cũng là cái mà bây giờ lục vô đang thiếu thốn theo tốc độ phát triển của người chơi tăng lên thời đại phát triển toàn diện đã dần kéo đến hắn rất cần nhân tài trong lĩnh vực này để bù đắp vào khuyết điểm nghề rèn có đồng quải luyện dược có bàn thạch nhưng chỉ trông cậy vào họ thì hoàn toàn không đủ lục vô cần nhiều đạo sư ở nhiều lĩnh vực hơn để dẫn dắt những người chơi phát triển còn chuyện tại sao lại hủy diệt thần thể của phù bảo thì đương nhiên là vì lục vô không muốn tốn hồn tệ dư thừa đúc một thân thể cảnh giới quỷ hoàng cho thương hư đã xài hết mấy chục triệu hồn tệ của lục vô tuy rằng luyện hóa không cần nhiều hồn tệ như đúc nhưng dù sao phù bảo cũng là thần thể cái giá của việc luyện hóa đắt đến mức khó tin điều quan trọng nhất là lục vô hoàn toàn không cần một chiến lực như thế. Hắn chỉ coi trọng năng lực trở thành đạo sư chức nghiệp sinh hoạt của phù bảo mà thôi, hoàn toàn không cần thiết tốn nhiều hồn tệ để giữ lại chiến lực của gã ta. Bởi vì chiến lực nồng cốt mà lục vô coi trọng nhất vẫn luôn là người chơi. Chỉ cần mặc cho người chơi trưởng thành thì họ đều có thể trở thành cường giả cấp bậc thần linh như phù bảo. Còn những NPC khác thì cũng chỉ là hệ thống lực lượng phụ thuộc vào nhiệm vụ chủ yếu là giúp đỡ người chơi phát triển mà thôi. Đương nhiên, họ cũng sẽ là một phần lực lượng của lục vô. Nhưng so sánh từ tiềm lực và số lượng thì họ rõ ràng là thua xa người chơi. Lúc này, trong không gian thần khí, Bắc Ly vẫn đang tiếp tục cải tạo. Không có thần thể nên phù bảo chỉ tương đương với một phàm nhân, cải tạo tiến hành thuận lợi, không cần nhiều hồn lực để phụ trợ cho việc cải tạo. Trong lần cải tạo này, Bắc Ly cần loại bỏ tất cả ký ức về thiên giới trong đầu phù bảo, chỉ để lại những ký ức trong lĩnh vực trận pháp, phù văn vân vân. Quá trình cải tạo kéo dài khoảng chừng nửa ngày trời. Bởi vì ký ức của phù bảo quá phức tạp và khổng lồ, mức độ hơn xa tất cả những người đã từng cải tạo trước đó nên sau khi cải tạo hoàn thành, Bắc Ly mệt tới mức nằm sóng xoài trên mặt đất. Trông như là phải ăn 5 ký quà vặt thì mới hồi phục thể lực. Mà phù bảo, chẳng những ký ức đã thay đổi mà ngay cả hình dạng cũng biến hóa rất lớn. Lục vô làm thế cũng là vì bảo đảm an toàn. Tuy rằng thiên giới không muốn tiếp thu phù bảo, nhưng nếu gặp lại người quen thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Trước khi lục vô cảm thấy mình có thể chống cự lại thiên giới thì cần thiết phải né tránh tất cả những nguy cơ tiềm tại. Sau khi xong xuôi, một vị đạo sư am hiểu các loại kỹ năng chức nghiệp sinh hoạt như trận pháp, phù văn vân vân. Trong đầu thậm chí còn có tri thức dự trữ khổng lồ ra lò. Nhìn phù bảo đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, Lục Vô hài lòng gật đầu. Đồng thời quyết định phân phối gã ta đi châu Phi khai hoang. Serengeti, Đại thảo nguyên. Mặt trời nóng bức đốt cháy mặt đất, dưới bầu trời trong xanh, đội ngũ linh dương đầu bò khổng lồ đang di cư về phía bắc. Tháng 7 đến tháng 9 hàng năm chính là giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô của thảo nguyên Đông Phi mùa mưa ở serengi kết thúc khu vực có mưa sẽ bắt đầu di chuyển về phía bắc lượng mưa giảm bớt mùa khô kéo đến cảnh tượng này khiến thảo nguyên serengi dần dần trở thành hoang nguyên tất cả những loài động vật ăn cỏ bao gồm linh dương đầu bò sẽ gặp phải nguy cơ sinh tồn càng ngày càng nghiêm trọng mà lúc này khu bảo tồn thiên nhiên masai mara nằm ở kenya đang trong mùa mưa liên miên khiến nơi đó trở thành vườn địa đàn cây cỏ tốt tươi nhất thảo nguyên đông phi vào giai đoạn này trong khoảng thời gian đó, bầy linh dương đầu bò sẽ di chuyển theo hướng có mưa suốt cả ngày lẫn đêm, né tránh đông đảo thiên địch tập kích quấy rối. Mỗi ngày đi hơn 40 cây số để di cư đến Masai Mara ở Kenya với khoảng cách khoảng chừng 3.000 cây số. Quá trình di cư cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chúng sẽ phải đi qua lãnh địa của rất nhiều loài thú dữ. Giai đoạn này cũng là thời cơ săn bắt của giả thú trên thảo nguyên. Những loài vật ăn thịt cực kỳ hung ác như sư tử, báo linh cẩu, cá sấu vân vân. Đã sẵn sàng để được chén một bữa no nê trong thời gian này. Lúc này, một góc trên đại thảo nguyên, gần trăm con linh dương đầu bò đang chạy băng băng về phía bầy đàn di cư. Sau lưng chúng, bầy sư tử đang bám sát theo sau. Ánh mắt khát máu dõi theo những con linh dương đầu bò lạc đàn, chuẩn bị nhào tới tấn công một phát chí mạng bất cứ lúc nào. Đối với những con thú ăn thịt đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của thảo nguyên mà nói, việc săn bắt chính là bản năng của chúng kỹ xảo săn mồi đã được rèn luyện hết lần này tới lần khác trong quá trình trưởng thành bởi vì cái giá của sai lầm chính là bị bỏ đói cho nên chúng vô cùng am hiểu cách bắt giữ được con mồi chúng không ngừng xua đuổi đàn linh dương đầu bò lệch khỏi bầy đàn di cư đồng thời những con sư tử cái còn không ngừng theo dõi những con linh dương đầu bò non nhỏ gầy trong đàn so với linh dương đầu bò trưởng thành thì con non không thể nghi ngờ là mục tiêu săn bắt tốt nhất hơn nữa săn bắt con non thì sẽ không dễ bị thương. Lúc này, cuộc săn bắt bắt đầu. Một con sư tử cái bỗng cất tiếng rít gào, những con sư tử cái còn lại vây quanh đàn linh dương đầu bò đồng thời nhào vào trong đàn. Thân là động vật ăn cỏ, thực tế linh dương đầu bò hoàn toàn có năng lực chống lại bầy sư tử. Tuy nhiên chúng lại không đủ dũng cảm để chống cự. Đối mặt với bầy sư tử nhào tới, chúng nhất thời hoảng hốt, trận hình chạy trốn lập tức tán loạn đây cũng là điều mà bầy sư tử muốn. Lúc này đã có mấy con linh dương đầu bò bị sư tử cái đẩy ngã. Theo tập quán, sau khi hạ gục con mồi, mục tiêu cắn xé đầu tiên của sư tử chính là cổ của linh dương đầu bò, cũng là bộ phận chí mạng nhất. Lúc này, cảnh tượng đó đang được mấy chiếc camera quay lại. Với tư cách là khung cảnh di cư đặc sắc nhất trên đại thảo nguyên, hàng năm cứ đến thời kỳ này thì sẽ có rất nhiều nhà nhiếp ảnh đến đây lấy tư liệu sự mạo hiểm trên con đường di cư của bầy linh dương đầu bò có thể sáng tạo ra xếp hạng rất cao cho họ có điều công việc này cũng cực kỳ nguy hiểm bởi thú săn mồi hung ác trên đại thảo nguyên cực kỳ nhiều cho dù đã làm rất nhiều bảo hộ nhưng nếu không cẩn thận thì vẫn sẽ mất mạng dưới tay chúng tương tự nguy hiểm cao cũng mang đến lợi nhuận cao cho nên hàng năm vẫn có rất nhiều thợ nhiếp ảnh đến đây để quay phim phóng sự hoặc lấy tài liệu Giờ phút này, cảnh tượng bầy sư tử săn bắt linh dương đầu bò chính là điểm hot mà họ muốn thấy. Mấy người thợ nhiếp ảnh nằm bò ở cách đó không xa đang hết sức chăm chú quay lại cảnh bầy sư tử thể hiện kỹ xảo săn mồi cao siêu của mình. Tiết tấu của cuộc săn bắt này rất nhanh. Có rất nhiều linh dương đầu bò chạy thoát, nhưng cũng có bốn con linh dương đầu bò bị bắt được ngay tại chỗ, cảnh tượng rung động lòng người, cũng khiến mấy nhà nhiếp ảnh quay được cảnh này cảm thấy vô cùng hào hứng bởi vì những thước phim này có thể mang lại cho họ sự nổi tiếng và tiền tài sau khi săn bắt xong bầy sư tử cái vẫn chưa bắt đầu ăn mà mỗi con tha một con mồi bắt đầu quay trở về sư tử là động vật quần cư khác biệt với rất nhiều loài động vật sống bầy đàn khác tuy rằng đi săn là sư tử cái nhưng sư tử cái cũng không có quyền ăn trước mà sư tử được canh giữ lãnh địa mới là lãnh tụ của bầy sư tử chỉ có nó mới có tư cách được ăn đầu tiên chỉ khi nào sư tử đực ăn no thì kế tiếp mới là thời gian ăn uống của đám sư tử cái quy tắc trong việc ăn uống được phân chia cực kỳ nghiêm khắc tuy rằng lúc này bầy sư tử cái săn được bốn con linh dương đầu bò sư tử đực chắc chắn không thể ăn hết nhưng bầy sư tử cái vẫn mang thức ăn về lãnh địa bởi vì bình thường lúc ăn uống sư tử đực sẽ lựa chọn ăn phần ngon nhất trừ phi thức ăn thiếu thốn còn trong tình huống có điều kiện thì sư tử đực đương nhiên sẽ thỏa mãn khẩu vị của mình trước. Cho nên sư tử đực có quyền ưu tiên ăn trước cả bốn con linh dương đầu bò này. Hậu cung ba ngàn người đẹp, còn phái họ ra ngoài làm việc nuôi mình. Trong lĩnh vực này, sư tử đực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như một thằng đàn ông khốn nạn nhất trần đời, đương nhiên, trên thực tế sư tử đực cũng phải gánh vác trọng trách chứ không thoải mái lắm đâu. Bởi vì nhiệm vụ của sư tử đực là bảo vệ lãnh địa, bảo vệ bầy đàn và bảo vệ con non, mỗi lần chiến đấu đều gặp phải nguy cơ tử vong. Nhưng trong tình huống không có, ông vương hàng xóm, ghé thăm, an toàn tuyệt đối thì cuộc sống của sư tử đực cực kỳ thoải mái. Lúc này, bầy sư tử cái đã bắt đầu tha linh dương đầu bò đi trở về. Nhưng không may cho lắm, hướng quay về của bầy sư tử cái lại trùng hợp là nơi các nhà nhiếp ảnh đang nằm sấp núp dưới đất. Giờ khắc này, các nhà nhiếp ảnh lúc trước còn vô cùng vui vẻ giờ đã đổ mồ hôi lạnh bởi vì họ biết rõ nếu bị phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào họ lập tức đặt máy quay xuống nằm bám sát dưới đất trong lòng cầu nguyện chuyện đáng sợ nhất đừng xảy ra khoảng cách càng gần thì lại càng có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở nặng nề của bầy sư tử cái giây phút này các nhà nhiếp ảnh cũng căng thẳng tột độ trái tim không kiềm chế được đập thình thịch lúc này con sư tử cái dẫn đầu bỗng quay sang nhìn bụi cỏ dại ở cách đó không xa bằng ánh mắt sắc bén. Tuy rằng mùi máu tươi trong miệng rất nồng, nhưng nó vẫn ngửi thấy một mùi khác. Con sư tử cái này lập tức thả con mồi trong miệng xuống, đi đến gần đống cỏ. Thân là kẻ săn bắt đứng đầu chuỗi thực vật, chúng hoàn toàn không cần e ngại bất cứ đối thủ nào trên thảo nguyên này, cho nên hoàn toàn không sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập. Giờ khắc này, trong đầu mấy nhà nhiếp ảnh đang nằm sấp dưới đất hiện lên cảnh tượng mình bị cắn xé một cách tàn nhẫn, còn chưa xảy ra thì đã sợ khiếp vía vì tưởng tượng của mình. Sau khi đến gần đống cỏ, con sư tử cái hít mạnh mấy phát, có vẻ như đang phán đoán vị trí phát ra mùi vị. Sau khi xác định vị trí, sư tử cái chậm rãi cúi đầu. Đúng lúc này, mấy tiếng trống vang vọng bỗng truyền đến từ cách đó không xa. A. À. OH 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 OH, oh sư tử cái lập tức cảnh giác lùi về sau một bước, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng hét. Chỉ thấy một đám thổ dân dơ cây giáo bằng gỗ, đội lông chim trên đầu, đeo vòng cổ làm bằng răng thú đang chạy đến nơi này. Vừa chạy về phía chúng, đám thổ dân này còn không ngừng phát ra tiếng hò hét đe dọa. Cảnh tượng này thật sự khiến bầy sư tử cái hoảng hốt. Chúng cảnh giác lùi lại. Lúc này, hai mươi mấy người thổ dân tăng tốc độ chạy tới, hành vi càng khuếch đại hơn, tiếng kêu cao vang hơn. Bầy sư tử cái rõ ràng là bị hoảng sợ. Chúng thả con mồi xuống, bắt đầu cất tiếng trống về phía thổ dân để đe dọa. Chẳng qua đám thổ dân này cũng rất có kinh nghiệm, chẳng những không bị dọa lui mà cũng cất tiếng trống để dằn co với bầy sư tử cái. Cướp miếng ăn từ miệng sư tử, đây là hành động nguy hiểm mà người thổ dân ở địa phương sẽ thường xuyên làm. Mấy trăm năm trước, họ làm thế là để sinh tồn cướp con mồi từ miệng sư tử thoải mái hơn là đích thân đi săn nhiều tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng thường xuyên mang lại thu hoạch dồi dào cho họ chẳng qua đến hiện đại cho dù là thổ dân ở châu phi thì cũng đều có tiếp xúc với khoa học kỹ thuật hiện đại nguồn thức ăn cũng không còn đơn điệu như trước cướp miếng ăn từ miệng sư tử càng giống như là một loại văn hóa của bộ lạc là tượng trưng cho dũng sĩ mùa đại di cư cũng là thời điểm để các bộ lạc thổ dân chứng minh sự dũng cảm của mình. Họ sẽ tự tạo thành một tiểu đội, trình diễn lại cảnh tượng thế hệ trước chiến đấu với mảnh thú ở mấy trăm năm trước. Làm như thế để chứng minh cho sự dũng cảm của mình, càng giống một loại văn hóa cúng tế tổ tiên. Cũng giống như cho dù ở hiện đại thì rất nhiều bộ tộc ăn thịt người ở châu Phi cũng vẫn còn tồn tại hành vi ăn thịt người, nhưng trên thực tế họ đều đã từ bỏ việc ăn thịt người thật mà đổi thành ăn những loại thức ăn được chế biến thành hình dạng giống hệt con người để tiếp diễn truyền thừa từ thời xưa giờ phút này hai mươi mấy chàng trai của bộ lạc tiếp tục giơ cây giáo lên khiêu khích bầy sư tử cái họ đang đánh cược bầy sư tử cái không dám đối kháng chứ không phải thật sự muốn cận chiến với chúng bởi vì nếu thật sự đánh nhau thì họ chắc chắn sẽ mất mạng sau khi gầm rú đe dọa lúc khoảng cách ngày càng gần những người thổ dân xếp thành một hàng bước đi chậm lại bầy sư tử cái vẫn không lùi lại rõ ràng là không muốn vứt thức ăn bỏ chạy mà bước chân của những người thổ dân thì rất kiên định áp chế bầy sư tử cái trên khí thế cho dù bầy sư tử cái đã nghe răng cào đất bày ra nhiều động tác đe dọa nhưng bước chân của họ vẫn rất kiên định lúc này một người đàn ông thổ dân bỗng xông ra khỏi đội ngũ xông về phía bầy sư tử cái Hành động này lập tức khiến bầy sư tử cái hoảng sợ. Chúng vội thả con mồi xuống, xoay người chạy ra xa mấy mét. À hú! Phát hiện mình đã đẩy lùi bầy sư tử, người đàn ông kia lập tức cất tiếng trống phấn khởi. Các đồng bạn thấy thế thì cũng đến gần hắn ta. Giờ khắc này, thức ăn vốn thuộc về bầy sư tử cái đã rơi vào tay những người thổ dân này. Nhưng cuộc giằng co vẫn chưa kết thúc. Bầy sư tử cái không cam lòng cất tiếng rít rào, bắt đầu đi vòng quanh những người thổ dân. Còn những người thổ dân thì bắt đầu nhặt đá ném về phía bầy sư tử cái, muốn hù dọa cho chúng bỏ chạy. Quá trình dằn co này không thể nghi ngờ là dài dòng. Bầy sư tử cái vô cùng xa lạ đối với loài người. Loại sinh vật này không nằm trong danh sách con mồi của chúng. Lòng cảnh giác của động vật họ mèo thúc đẩy chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người thổ dân cũng lợi dụng điểm này để đọ sức với bầy sư tử cái, thậm chí là chủ động đe dọa chúng trong quá trình giằng co điều quan trọng nhất chính là khí thế nếu khiến sư tử cái biết được bạn rất yếu thì chúng sẽ không hề do dự tấn công bạn những người thổ dân rõ ràng là dày dạn kinh nghiệm trong việc giằng co với sư tử bởi vì đây cũng là kỹ năng được truyền qua từng đời của tổ tiên họ làm thế nào để tối đa hóa khí thế của mình đe dọa loài sư tử hung ác thời gian dần dần trôi qua bóng đêm dần buông xuống mây tía phủ khắp bầu trời. Giờ đây đại thảo nguyên sở hữu nét đẹp sinh thái nguyên thủy nhất. Gió thổi vào thời điểm này không lạnh thấu xương như mùa đông, càng không khô hanh như mùa thu, cũng không nóng bức như sáng sớm. Vô số ngọn cỏ khẽ lắc lư trong làn gió, vừa yên tĩnh vừa hài hòa. Nhưng trong một góc nào đó trên đại thảo nguyên, cuộc giằng co vẫn chưa kết thúc. Bầy sư tử cái không cam lòng liên tục tiến lên, nhưng vẫn bị dọa lùi lại. Theo bóng đêm buông xuống, màu da của những người thổ dân như một tấm áo tàn hình dần dần hòa tan vào màn đêm chẳng qua thỉnh thoảng để lộ răng nanh trắng muốt chứng minh nơi này vẫn có người vào lúc này họ đốt đuốc lên đối với bầy sư tử cái mà nói ánh lửa bập bùng như thể đang phát xạ tín hiệu nguy hiểm mỗi thời mỗi khắc lúc này những người thổ dân bắt đầu hành động họ chủ động cầm đuốc xua đuổi bầy sư tử cái đúng lúc đó một con sư tử cái quá kinh hãi bỗng tấn công một người thổ dân. Thấy cảnh này, tất cả thổ dân đều giật thót tim. Bởi vì chỉ cần sư tử cái thành công cắn trúng người đồng bạn kia thì sẽ đại biểu cho bầy sư tử cái đã biết được thực lực thật sự của họ, hậu quả vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, người đàn ông trước đó từng chủ động đe dọa sư tử tiến lên một bước, cất tiếng rít gào như giả thú, giơ tay đấm thẳng vào đầu con sư tử cái đó cú đấm này chứa rất nhiều lực lượng khiến đầu của con sư tử cái vừa há miệng bị nghiêng sang một bên ngã gục xuống đất vội vàng nhảy lên lùi lại mấy bước thấy vậy tất cả các thổ dân đều thở vào nhẹ nhõm bởi vì họ biết nguy cơ đã tạm thời được giải trừ bầy sư tử cái rõ ràng cũng sợ hãi vì cảnh này lúc bị xua đuổi chúng không ngừng lùi lại như những con mèo bị chấn kinh cứ thế rằng co thêm một lát cuối cùng bầy sư tử cái cũng từ bỏ con mồi xoay người chạy đi thắng lợi đã đến tất cả các thổ dân đều giơ cây giáo bằng gỗ lên bắt đầu hoan hô nhưng đúng lúc họ chuẩn bị kéo linh dương đầu bò trở về bộ lạc thì bỗng có mấy người đàn ông cầm camera chui ra từ bụi cỏ bên cạnh lúc này những người thổ dân có thể bình tĩnh thoải mái đối mặt với bầy sư tử cũng suýt nửa sợ tới mức phát bệnh tim rất cảm ơn sự giúp đỡ của các anh mấy nhà nhiếp ảnh rưng rưng nói phải thật sự trải qua cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thì mới khắc ghi trong tâm khảm hơn là xem trong tivi hoặc điện ảnh. Ngay vừa rồi, khi họ tưởng rằng mình sẽ bị bầy sư tử cái phát hiện thì họ thậm chí cảm thấy mình suýt tắt thở. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng kích động khó có thể miêu tả thành lời. Sao các anh lại trốn ở đó, lúc này, người đàn ông vừa ra tay hạ gục sư tử cái tò mò hỏi. Chúng tôi là đài truyền hình 20, muốn quay một đoạn phim phóng sự nên mới đến Đại Thảo Nguyên. Vừa rồi chúng tôi suýt nữa thì chết rồi, rất cảm ơn, nhà nhiếp ảnh dẫn đầu lại bày tỏ lòng biết ơn. Mấy nhà nhiếp ảnh cũng không cảm thấy kinh ngạc vì có thể trao đổi với dân bản xứ. Bởi vì bây giờ đã là năm 2300, cho dù rất nhiều bộ lạc thổ dân thì cũng có dùng khoa học kỹ thuật, đó là chuyện rất bình thường. Đừng khách sáo, hỡi những người bạn đến từ phương xa, người đàn ông nhếch miệng cười đáp đúng rồi hình như vừa nãy tôi thấy anh hạ gục sư tử chỉ bằng một cú đấm anh đã làm bằng cách nào vậy nhà nhiếp ảnh dẫn đầu tò mò hỏi anh ta là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc chúng tôi là dũng sĩ tổ báo cha la người đàn ông kia còn chưa giải thích thì đồng bạn bên cạnh đã lên tiếng trước dũng sĩ tổ báo ư nhờ vào ánh sáng của cây đuốc họ nhìn thấy hình xăm báo hoa trước ngực người đàn ông được gọi là dũng sĩ mạnh nhất không biết dùng loại thuốc màu nào vẽ lên con báo hoa đó không hề nguyệt ngoạt mà ngược lại trông vô cùng sống động theo sự hoạt động của cơ bắp, cứ như thể thật sự có một con báo hung hãn đang nằm trước ngực người đàn ông này, làm tăng phần dũng mãnh hoang dã cho người đàn ông thổ dân. Sức mạnh của anh là nhờ vào việc tự rèn luyện hả, sau khi nhìn chầm chầm vào hình xăm trước ngực người đàn ông thổ dân một lát, nhà nhiếp ảnh lại lên tiếng hỏi. Không, là nhờ tổ báo ban cho, người đàn ông tự hào trả lời. Nhà nhiếp ảnh ngây người trong chốc lát, suy nghĩ một lát rồi vẫn gật đầu, sợ nếu mình đưa ra nghi ngờ thì sẽ bị đánh chết tươi một cách tàn nhẫn. Bộ lạc sen mang trên đại thảo nguyên. Dưới bầu trời đêm đầy ánh sao sáng ngời, một đống lửa trại bừng cháy trong bộ lạc sen mang. Thế hệ trẻ do cha la dẫn dắt đã thành công cướp đoạt con mồi từ miệng sư tử, chính thức hoàn thành nghi thức trưởng thành của họ. Lúc này trong bộ lạc đang tiến hành nghi thức chúc mừng. Trên vùng đất chính giữa bộ lạc, chiến lợi phẩm đang được nướng trên lửa trại bốn con linh dương đầu bò còn tù trưởng của bộ lạc thì đang bưng bát đá đựng máu miệng lẩm bẩm gì đó thỉnh thoảng lại nhúng ngón trỏ vào máu tươi đưa lời chúc phúc và đội mũ cho các dũng sĩ theo thứ tự xung quanh những người thổ dân nhiệt tình phóng khoáng vừa múa vừa hát chúc mừng cho sự ra đời của các dũng sĩ bằng vũ đạo nguyên thủy ba nhà nhiếp ảnh được cứu sống cũng đang mỉm cười quay cảnh tượng này ghi lại thời khắc thần thánh của bộ lạc sên mang nghi thức trưởng thành còn đang tiếp diễn người cuối cùng tiếp thụ chúc phúc của tù trưởng chính là dũng sĩ tổ báo cha la tù trưởng đi đến trước mặt hắn ta cha la lập tức cúi đầu xuống chờ đợi chúc phúc tù trưởng khẽ nhúng ngón trỏ vào bát đá vẽ một vòng tròn lên trán cha la sau đó xoay người nhìn xung quanh hô lớn chúc phúc cuối cùng tặng cho dũng sĩ tổ báo trẻ trung nhất bộ lạc sên mang chúng ta đồng thời cũng là dũng sĩ cường tráng nhất bộ lạc sên mang, cha la. Tù trưởng vừa dứt lời thì cả bộ lạc lập tức sôi trào. Tất cả những người thổ dân đều bắt đầu hoan hô, dân tặng chúc phúc và nhiệt tình của mình cho dũng sĩ tổ báo. Giờ khắc này, ba nhà nhiếp ảnh có mặt ở đây cũng đều nở nụ cười. Trong thời đại mới này mà vẫn có thể chứng kiến nghi thức cổ xưa như vậy, thật là đáng quý biết mấy. Bộ lạc sên mang cũng bắt đầu cùng hoang vào giờ khắc này. Ba nhà nhiếp ảnh cũng xóa bỏ ngăn cách trong lòng, hòa mình vào bầu không khí dân trào của bộ lạc Sên Mang, chúc mừng cho lễ trưởng thành của đám người Cha La. Cuồng hoang kéo dài đến khoảng 2 giờ sáng. Trong quá trình này, đủ loại tiết mục không ngừng diễn ra, nào là đọ sức giữa các dũng sĩ, nào là các thầy tế của bộ lạc cầu phúc vân vân. Văn hóa xa xưa của bộ lạc Sên Mang khiến ba nhà nhiếp ảnh đều có ảo giác như mình vừa xuyên việt đến thời đại bộ lạc nguyên thủy. Giây phút này, ba nhà nhiếp ảnh đều nảy sinh ra một ý tưởng họ đến đại thảo nguyên châu phi vốn là để quay lại khung cảnh đại di cư của bầy linh dương đầu bò nhưng so với nó thì rõ ràng là phong tục của bộ lạc sinh mang càng thu hút người xem hơn sau khi suy nghĩ này vừa nảy ra thì không tài nào dứt bỏ được vì thế chờ đến khi cuộc cùng hoang kết thúc nhà nhiếp ảnh dẫn đầu là giác đã tìm tù trưởng của bộ lạc trình bày ý tưởng muốn quay lại cuộc sống của bộ lạc để thể hiện thành ý Giác biểu thị với tù trưởng bộ lạc rằng anh ta sẵn lòng cho một khoản tiền để giúp đỡ bộ lạc phát triển. Tù trưởng không từ chối yêu cầu này mà đồng ý một cách dứt khoát. Điều này không thể nghi ngờ khiến đám người giác rất phấn khởi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm trong bộ lạc, sáng hôm sau họ đã lái nhà di động do mình thuê đến bộ lạc Sên Mang. Chiếc xe nhà di động này chính là trạm tiếp tế của đám người giác đi đến Đại Thảo Nguyên quay phim, bên trong chứa rất nhiều thiết bị và thức ăn tiếp viện sau đó đám người dắt bèn trú trong bộ lạc sên mang đồng thời quay lại cuộc sống của người dân trong bộ lạc không lâu sau đám người dắt đã quen thuộc với người trong bộ lạc hơn nhiều thời gian trôi qua từng ngày mỗi ngày dắt đều sẽ viết nhật ký ghi lại những gì mình đã chứng kiến hoặc nghe thấy đồng thời chủ động tiếp xúc với người của bộ lạc sên mang tìm hiểu về tập tục sinh hoạt cổ xưa mà đến giờ bộ lạc vẫn còn bảo tồn Dắt thấp thoáng cảm thấy bộ phim tài liệu về bộ lạc sên mang này sẽ rất được ưa chuộng nên chế tác cực kỳ nghiêm túc. Có điều càng tiếp xúc sâu hơn thì dắt lại phát hiện một điều khiến anh ta vô cùng hoang mang. Đó chính là Cha La, người được gọi là dũng sĩ tổ báo, dường như hoàn toàn khác với những người trong bộ lạc. Dắt cảm thấy nên miêu tả vị dũng sĩ tổ báo này là giả thú thì thỏa đáng hơn gọi hắn ta là loài người. Tốc độ và sức mạnh vượt xa loài người, thậm chí còn có trực giác của giả thú. Sự bí ẩn của cha la đã thu hút giác một cách sâu sắc. Ngoài lý do hiếu kỳ ra thì giác rất muốn tìm hiểu dũng sĩ tổ báo, muốn biết được bí mật trên người hắn ta. Đầu tiên, giác đã đi hỏi thăm cư dân của bộ lạc, muốn biết được thông tin hữu ích từ lời nói của họ. Nhưng câu trả lời của họ đều rất thống nhất, đều nói rằng là vật tổ, tổ báo, tổ tiên của bộ lạc Sên Mang đã ban cho cha la sức mạnh để bảo vệ cho truyền thừa của bộ lạc. Giác rất bất đắc dĩ khi nghe câu trả lời như thế. Dù sao cũng đã là thế kỷ 24 rồi, anh ta chỉ tin tưởng khoa học, chứ căn bản không tin vào lý do chỉ hoàn toàn thần thánh hóa tổ tiên như thế. Có điều theo suy nghĩ của Giác thì dũng sĩ tổ báo này sẽ là một trích đoạn quan trọng trong phim phóng sự. Anh ta nhất định phải tìm hiểu cặn kẽ về người này mới được. Vì thế, Mấy ngày kế tiếp, dắt chuyên môn tiếp cận cha la, chủ động trò chuyện với hắn ta. Không thể không nói rằng ngoại hình của cha la vẫn có khác biệt rất lớn so với người của bộ lạc sen mang. Cao gần 2 mét, cơ bắp trên người cực kỳ rắn chắc, tràn ngập hơi thở dũng mãnh. Nhất là khi đứng dưới ánh mặt trời, cơ bắp toàn thân ngâm đen cứ như được làm từ bê tông cốt thép, tản ra hơi thở đầy hoang dại. Lúc đối mặt với cha la, Dắt cảm thấy dường như mình đang đối mặt với một con thú hoang hung hãn, không khỏi sợ run cả người. Chẳng qua Cha La không hề có địch ý với Dắt, không kháng cự khi Dắt chủ động tiếp cận mình. Bởi vì Dắt đã cho tộc nhân một khoản tiền có thể trao đổi hàng hóa với thế giới bên ngoài, thân là người bảo vệ bộ lạc, hắn ta còn cảm ơn Dắt từ tận đáy lòng. Ngày hôm nay, Dắt lại tìm đến Cha La đang ngồi trên tảng đá trước cổng vào bộ lạc, nhắm mắt khoanh chân ngồi hướng về phía mặt trời. Cha la, chào buổi sáng, dắt cầm giấy bút chào hỏi trước. Nghe có tiếng nói, cha la mở mắt ra. Cho dù không phải là lần đầu tiên chứng kiến đôi mắt tràn ngập sự hung hãn đầy công kích này, nhưng dắt vẫn sợ hết hồn. Chào, dắt, cha la trả lời một cách không lưu loát, hiển nhiên là không quen thuộc cách chào hỏi như thế. Lúc này, dắt thành thạo trèo lên tảng đá, ngồi đối diện cha la. Cha la, hôm nay tôi muốn tìm hiểu chi tiết về tô tem, tổ báo tổ tiên của các anh anh có thể tán gẫu với tôi được không cha la không đáp mà chỉ gật đầu hắn ta đã sớm quen với việc bị dắt quấy rối hàng ngày trong khoảng thời gian này hầu như ngày nào dắt cũng sẽ tiến hành phỏng vấn hắn ta trong khoảng một tiếng tuy rằng cha la rất bất đắc dĩ song vẫn lựa chọn tiếp thụ bắt đầu thôi dắt mở cuốn sổ ra cầm cán bút nói cha la gật đầu Tổ báo là vật tổ của bộ tộc chúng tôi, cũng là vị thần hộ mệnh của bộ lạc khi vừa sáng lập. Chính vì sự tồn tại của tổ báo nên bộ lạc sen mang khi đó còn nhỏ yếu mới có thể kéo dài nòi giống trên đại thảo nguyên này, hơn nữa còn dần dần lớn mạnh. Xoạt xoạt xoạt. Giác ghi lại lời kể của cha la, sau đó ngẩng đầu hỏi, tôi muốn hỏi một chút, tổ báo là một loài. Sinh vật viễn cổ hả, lúc hỏi câu này, giác bỗng cảm thấy khiếp vía, sợ có từ ngữ nào đó trong câu nói của mình sẽ xúc phạm tới điều cấm kỵ của bộ lạc sên mang, sau đó bị vị dũng sĩ tổ báo trước mặt mình xé xác. Cha La không cảm thấy bị xúc phạm mà gật đầu, nó đã từng là kẻ săn mồi đứng trên đỉnh cao nhất của đại thảo nguyên này, một trong những bá chủ mạnh nhất, có tuổi thọ lâu dài, gần như bất tử, cũng sở hữu lực lượng hết sức hùng mạnh. Tốc độ của nó như sấm chớp, móng vuốt sắc bén có thể xé nát tất cả những kẻ địch dám cả gan khiêu khích nó tuy rằng ghi lại những lời này nhưng trong lòng dắt lại không cho là đúng hoàn toàn không tán thành sự tồn tại của sinh vật này theo suy nghĩ của dắt lời kể của cha la hoàn toàn là khuếch đại nào là tuổi thọ lâu dài gần như bất tử nào là nhanh như chớp chẳng lẽ đang quay điện ảnh kỳ ảo chắc đương nhiên sự kính trọng tối thiểu thì vẫn phải có hơn nữa anh ta không có gan để bật lại lúc này cha la bỗng lên tiếng vẻ mặt kỳ lạ anh không tin lời tôi nói đúng không? Đâu? Tôi tin chứ, chắc hoảng sợ, lập tức biểu thị mình tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã từng tiếp xúc với cuộc sống của người đến từ bên ngoài như các anh, cho nên hiểu được suy nghĩ của các anh. Tôi biết các anh không tin chuyện đó, nhưng tôi cần thiết nói với anh rằng tổ báo thật sự tồn tại, cũng chính là nó đã ban lực lượng hùng mạnh cho tôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha la, dắt không khỏi xấu hổ, suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết tâm hỏi, cha la, trước khi đến Đại Thảo Nguyên, tôi đã từng tìm hiểu về nó rồi. Trong những tài liệu hiện có thì hoàn toàn không tồn tại bất cứ ghi chép nào về loài sinh vật tổ báo này, bất kể là hóa thạch hay là dấu vết sinh tồn cũng không bị tìm thấy. Lúc nói câu này, dắt ngửa người ra sau, chuẩn bị tinh thần chịu đòn. Nhưng lúc này, cha la lại thở dài, tổ báo chỉ có một con, cho nên các anh đương nhiên không thể tìm thấy hóa thạch của nó hơn nữa tổ báo chỉ từ bỏ thân xác nó chân chính vẫn còn tồn tại trong bộ lạc chúng tôi chắc nghe câu nói này mà không hiểu ra sao cái gì gọi là từ bỏ thân xác mà vẫn còn sống có vẻ như biết rất khó hiểu nên cha la nói tiếp theo miêu tả trong những câu chuyện tương truyền từng đời của bộ lạc sinh mang thì tổ báo dần dần già cả là vì thiên địa dị biến mãi đến cuối cùng tổ báo nói cho tổ tiên của tôi rằng thân xác của nó không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng cung cấp cho thân thể hoạt động từ thế giới bên ngoài vì thế tổ báo đã chọn từ bỏ thân xác, tiếp tục tồn tại trong bộ. Lạc sen mang bằng hình thức linh hồn. Ý là sao? Tổ báo vẫn còn trong bộ lạc ư, nghĩ đến đây, dắt vội hỏi. Đúng thế, cha la không hề chần chờ đáp. Ở đâu? Có thể dẫn tôi đi gặp được không? Lòng hiếu kỳ của dắt lập tức lan tràn. Làm nghề này, khứu giác đối với bất cứ những điều sẽ thu hút khán giả đều cực kỳ nhạy bén. Nếu có thể nhờ đó mà phát hiện ra một loài mới thì anh ta sẽ được ghi tên vào sách sử. Tuy rằng hoàn toàn không tin vào cách nói nào là từ bỏ thân xác sống bằng hình thức linh hồn, nhưng truyền thuyết này vốn là điểm thu hút khán giả. Nếu có thể tìm thấy hài cốt của loài sinh vật viễn cổ chưa bao giờ được phát hiện thì quá hoàn hảo. Không được. Tổ báo là thần hộ mệnh thần thánh, chỉ có dũng sĩ bộ tộc Sơn Mang được nó tán thành thì mới được phép gặp nó, cha la lập tức từ chối lời thỉnh cầu của giác điều này không thể nghi ngờ khiến Giác cảm thấy rất thất vọng nói mơ hồ như thế mà còn không cho gặp quả thực là khiến người ta ruột gan cùng cào đương nhiên tổ báo theo quan điểm của Giác hẳn là một bộ hài cốt động vật còn chuyện linh hồn còn sống thì hoàn toàn là tín ngưỡng cho tộc nhân sên mang tự tưởng tượng rồi thần thánh hóa nó lên mà thôi có điều sức mạnh của cha la thật sự khiến anh ta cảm thấy khó tin nâng tảng đá bằng một tay tốc độ chạy còn nhanh hơn cả báo săn, tất cả năng lực vượt xa cực hạn của loài người khiến dắt cảm thấy cha la hẳn là thuộc loại ghen biến dị, hoàn toàn không có bất cứ can hệ gì với tổ báo. Cũng chính vì điều này bên bộ lạc sên mang mới coi cha la là dũng sĩ tổ báo. Sau khi tưởng tượng và bào chữa cho những điều không biết, dắt cảm thấy mình đã hiểu được đại khái chân tướng. Dường như phát hiện dắt vẫn chưa tin nên cha la bỗng lên tiếng, dắt, nếu có một ngày thế giới của chúng ta bị hủy diệt, chỉ còn lại mấy nghìn người sống sót những người sống sót đó lại tạo thành một bộ lạc đến khi con cháu của họ được sinh ra thì tất cả những khoa học kỹ thuật trên thế giới này đã không còn lại chút dấu vết nào nhưng những người sống sót từ thời đại công nghệ cao đó sẽ kể lại cho con cháu của họ nghe về thế giới khoa học kỹ thuật trước khi bị hủy diệt ví dụ như máy bay có thể bay lượn trên trời như loài chim ví dụ như là những con tàu bọc thép khổng lồ có thể đi trên biển tuy rằng chưa từng được chứng kiến song con cháu của họ sẽ tin vào lời kể của cha mẹ nhưng truyền thừa hết đời này sang đời khác truyền đến nghìn năm sau người đời sau chắc chắn sẽ không tin vào những điều đó nữa bởi vì họ chưa từng thấy nên sẽ tin rằng tất cả những thứ đó là do tổ tiên ảo tưởng ra cho rằng sao lại có máy bay sắt thép nào bay được trên trời chứ đúng không nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha